Chị Chi. Swiss game. Swiss game. Catch me baby. What? Wow. Nó cắn tôi chị. Nó cắn giỡn giỡn với tôi, nó bắt tôi hay lắm mọi người ơi. Nước chảy như vậy mà nó vẫn bắt tôi được. Trời ơi, tôi mà không là tiên cá thì làm sao mà tôi nuôi được nó đây trời. Tôi phải là tiên cá chứ. Nó nhanh quá. Tôi mà không là tiên cá thì tôi không dạy được đáy cá đâu quý vị. Tôi không giúp trẻ em 6-7 tuổi mà có thể ra biển lặn mang đuôi cá được đâu quý vị. Đúng không quý vị? Chi Chi đúng không con? Đúng không Chi Chi? Chi Chi nó nói không hiểu. Ngáo đá hả Tiun? Ngáo đá nè. Bây giờ Tiun không thể thoát nổi con Ti Ti này rồi. Trời ơi, nó bơi nhanh hơn Tiun nữa quý vị ơi. Trời ơi, nó bơi nhanh hơn cả tiên cá rồi, làm sao bây giờ? Tại sao Ti Ti nhanh vậy? Funny, Happy, ra đây giỡn với Tiun nào. Có Ti Ti nè. Chơi trò chơi rượt bắt nè. Sweet game nè. Trò chơi con mực nè, đứa nào bị Ti Ti bắt chúng là đứa đó phải bị cắn chết. Con nó lặn kìa, nó diving, Ti Ti. Đó. Tại sao tụi con chỉ biết bơi vậy? Nín thở và lặn xuống nào. Hai anh em tụi con. Ti Ti bây giờ đi săn tụi nó nè. Ti săn hai đứa nó coi. Bắt nó. Đi bắt nó cho Tiun. Bắt phấn này lại cho Tiun. Ti Ti bắt nó đi. Ti Ti nó vô bắt Happy rồi. Chi Chi Happy Funny. Dạ. Đường cao tốc mà làm lên ở đây á, hy vọng là dòng sông này vẫn được bảo vệ, vẫn được duy trì. Đừng đô thị hóa ven sông. Chỉ sợ đến khi đó thì người ta sẽ ở đầy những con sông này và thải những chất độc hại ra sông. Xin nhà nước hãy quan tâm đến điều này nhé. Đó, những tiếng ồn này sẽ xua đuổi các loài động vật hoang dã. Khi rái cá nghe Ti Ti nó nghe được âm thanh này, nó liền bỏ trốn vào trong rừng luôn. Cuộc vui của nó bị dừng lại bởi vì những âm thanh này. Và thế là Tiun đã mất rái cá Ti Ti rồi. Ti Ti! Ti Ti! Ti Ti ơi! Ti Ti! Ti Ti! Chiếc xe tải đó, cái âm thanh nó tạo ra là để xua đuổi tất cả các loài động vật hoang dã. Nên đường cao tốc mà mọc lên á thì động vật hoang dã sẽ lánh đi nơi khác hết. Đó là điều mà tôi lo ngại.